Di dân Việt Nam sau năm 1975 là một sự kiện trong lịch sử Việt Nam hiện đại, là hệ quả của cuộc chiến tranh Việt Nam, chiến tranh biên giới Tây Nam và chiến tranh biên giới phía Bắc. Những người di dân này rời Việt Nam và đã tạo ra nhiều cộng đồng người Việt hải ngoại ở các nước họ đến, đặc biệt là Mỹ và các nước tư bản. Phần lớn di dân sau năm 1975 là người Hoa vì những lý do kinh tế lẫn chính trị ở thời kỳ đó. Cuộc di dân này có thể được phân thành 3 giai đoạn với 3 khái niệm. Tị nạn sau chiến tranh là dòng người đi ra khỏi lãnh thổ Việt Nam xung quanh trước và sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975. Vượt biên là dòng người tiếp tục rời Việt Nam bất hợp pháp bằng đường biển hoặc đường bộ trong những năm sau đó. Và dòng người rời Việt Nam theo chương trình ra đi có trật tự, chỉ dành cho người đến Hoa Kỳ. Dù không có định nghĩa rõ ràng nào về khoảng thời gian của cuộc di dân sau 1975 nhưng có thể nói, kể từ sau mốc sự kiện bình thường hóa quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ, Việt Nam 1995 và khi chương trình ra đi có trật tự kết thúc thì việc người Việt Nam rời nước này đến sinh sống tại Hoa Kỳ hay một quốc gia nào khác trên thế giới từ đây được coi là vì lý do kinh tế, chẳng hạn xuất khẩu lao động hoặc là nhập cư đơn thuần. Về sau cũng có các trường hợp người rời Việt Nam vì lý do chính trị nhưng thường không được xem là di dân Việt Nam sau năm 1975. Di dân Việt Nam ra hải ngoại. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, chiến tranh Việt Nam chấm dứt. Sau đó là hai đợt di dân lớn từ Việt Nam đến Hoa Kỳ và các nước phương Tây. Hơn 125.000 người Việt Nam đến Hoa Kỳ vào cuối xuân 1975 vì sợ chính quyền mới trả thù cần dẫn nguồn. Ngoài ra khoảng 20.000 người đến châu Âu và các nước khác. Năm 1977 bắt đầu đợt thứ hai khi phong trào vượt biển xảy ra. Làn sóng di dân này kéo dài cho đến giữa thập niên 1980, chủ yếu là người Hoa vì lo sợ chiến tranh biên giới, vấn đề kinh tế khó khăn tại Việt Nam và các thông tin bên ngoài nước. Chương trình ra đi có trật tự. Kể từ 1990 đến nay, các chương trình đoàn tụ, đón cựu binh, còn lại, tái định cư, tị nạn tình nguyện trở về đã đưa vào Mỹ và nhiều nước phương Tây các đợt di dân mới. Những người này không qua các trại tị nạn Đông Nam Á. Riêng tại Hoa Kỳ, con số này tính đến 2005 lên đến 700.000 người và cộng với đợt di tản 1975, 130.000 và thuyền nhân, 424.600. Theo thống kê dân số năm 2000, hiện đang có 1.223.736 người Mỹ gốc Việt. Họ là người gốc Á lớn thứ 5 sau các nhóm di dân Trung Hoa, Philippines, Ấn Độ và Hàn Quốc.